Khi mà mình làm một cái việc gì á, mình không có khả năng mình làm, nhưng mà chỉ cần mình thấy người khác làm điều đó tốt, đời lợi đạo, mà mình sanh cái tâm tùy hỷ thôi, cái phước của mình cũng tương đồng với người làm, không có kém. Tại sao? Tại vì khi mình được cái sự hỷ đó, là vui đó, tùy là mình đi theo, mình vui theo cái vui của người khác. Vì từ ở trong tâm mình á, mình xả được cái tâm tị hiềm, ích kỷ, phước nó có rồi. Tại sao? Tại vì người làm á, là người ta xả được tâm tham. Mình tùy hỷ, mình xả được tâm ích kỷ, mà hai cái tâm đó đều là độc. Con người mình sống hàng ngày á, không bị tham chi phối thì bị sân chi phối. Mà tại sao mình có tham có sân? Vì mình có si. Si là gì? Nói cho đủ là si mê. Si không chưa đủ. Bởi vì chữ si là không thấy lẽ thật. Mê là cái lầm. Đã lầm, đã vừa lầm mà đã không thấy lẽ thật gọi là si mê. Cho nên mình có cái bài tụng si mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Như vậy thì gốc của khổ là si mê. Cái gốc khổ là si mê, còn tham sân là nó đi theo cái si mê của mình. Hễ mình mê cái mình nổi nóng bậy, mình mê cái mình tham bậy, cho nên rồi tham sân si là ba độc, nhưng mà cội gốc vẫn là si mê. Bởi vì si mê nghĩa là khi chúng ta không thấy lẽ thật, khi chúng ta không thấy cái gì đáng nên tùy hỷ tán dương, chứ không phải mình cái gì mình cũng bài bán. Thí dụ bây giờ mình thấy người ta cúng tổ tiên, mình không cúng tổ tiên đó là chuyện của mình, nhưng mình đừng có bài xích người khác cúng. Vì người ta biết rằng người ta cúng không phải là vì mê tín, mà người ta đang thực tập một cái hạnh phúc trở về với cội nguồn tổ tiên. Bởi sao? Cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông, tổ tông không có như sông không nguồn. Mình không thích làm từ thiện, đó là việc của mình. Còn người khác người ta làm từ thiện, mình không làm, cứ tùy hỷ. Bởi vì khi tùy hỷ được là mình xả cái tâm ích kỷ. Mà cái tâm ích kỷ là cái nhân khổ đau. Rồi ví dụ bây giờ mình gặp một cái, mình gặp trong đời này mình gặp những khó khăn, tại sao mình cứ luôn luôn bị người ta chống bán mình? Nó cũng có nguyên do. Có thể đời này mình không làm, nhưng mà đời trước mình làm. Thành thử ra theo giáo lý, đạo lý của Đức Phật dạy thì cái nhân quả, mà nhân quả nó có ba đời. Có những cái chúng ta tạo trong quá khứ, bây giờ chúng ta mới gặp phải. Cho nên á, khi mình thấy một cái công trình như thế này, Pháp Hòa hoan hỷ vô cùng. Kỳ trước Pháp Hòa đến là Pháp Hòa đã chiêm ngưỡng cái tháp rồi. Và Pháp Hòa mới nói thật sự ở đây chưa có một cái chốn già lam chùa viện nào mà Pháp Hòa đi mà có một cái tháp sừng sững ở một cái ngôi chùa mà đi từ xa đã thấy như vậy, rất là đặc biệt. Mà cái đó phải đâu phải bình thường mà có được. Thượng tọa cũng phải cố gắng lắm, phải không? Rồi ban Phật tử ở đây cũng cố gắng lắm nên mới có được như vậy. Cho nên một cái thành tựu nào mà không trải qua một quá trình gian khổ. Bây giờ quý vị thấy quý vị tu sơ sơ thôi khổ không? Nội cái chuyện muốn giảm tham thôi cũng cả vấn đề. Nội cái chuyện mà muốn giảm sân với người hàng xóm thôi cũng cả vấn đề. Nói hàng xóm là nói ai biết không? Trong nhà mình á. Trời ơi, muốn nói hàng xóm nghe cho nó ngọt ngào, chứ mấy ổng trong nhà, mấy bả trong nhà đâu phải dễ đâu đó. Tại sao? Tại vì mình cứ nghĩ người đó là người thân của mình. Người thân của mình tại sao lại như vậy, tại sao thế kia, và mình luôn luôn bị những cái đối nghịch. Cái đó gọi là chướng đó. Cái đó gọi là chướng đó. Nhưng mà chướng nó có hai loại. Có khi là nhân chướng, pháp chướng luôn nữa.
Nhân chướng là con người nó chướng. Rồi pháp chướng là gì? Con người nó sanh ra cái kiểu chướng đó. Mỗi ngày mình một là thế nào mà trong nhân nó có pháp, tại trong người đó nó tuôn ra cái cách chống mình. Ví dụ chuyện nhỏ thôi, mình tụng kinh cái đi tới thấy mình cái quýt mình cái trong con người nó sanh ra cái pháp chướng. Cái pháp chướng là cái cách làm cho mình khó chịu. Rồi thí dụ như mình ăn chay nữa hả, ví dụ vậy đó. Thì trong cuộc sống này chúng ta đều gặp, mà quý vị đừng có nghĩ rằng mình là ở đời mình mới gặp, người tu cũng gặp như thường. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đi là phải gặp khó khăn, không có một cái đoạn đường nào mà không có cong cong quẹo quẹo hết. Quý vị muốn đi tới đây từ ở chỗ St. Albans mà Pháp Hòa muốn tới đây là hơn tiếng đường xe, mà đôi khi còn phải lòn lách tìm có đường nào không có kẹt xe để đi nữa đó. Thì mình cũng thế thôi, sống trong đời là nhiều khi còn phải phương tiện quyền xảo, lòn lách quẹo cua để chi, để tới bờ tới bến. Nếu như mà người đó không có làm chướng mình á thì đạo nghiệp khó thành. Cho nên á, cái người làm chướng mình á, đừng có giận họ. Tại vì mình giận họ đời sau họ chướng gấp double. Ở đời này họ đã chướng rồi, vì họ không thấy được cái đạo lý cho nên họ mới chướng mình. Người đó mình phải thương, lòng từ bi mình phải lớn. Đây là tu đó. Bây giờ nói thôi đừng tu đâu xa, tu với cái ông trong nhà mình nè, tu với cái bà trong nhà mình nè, tu với đứa em mình nè, tu với đứa chị mình nè. Cái người nào mà cái người đó luôn luôn làm nghịch cảnh cho mình, tu với người đó. Nhưng mà cái quan trọng là mình khéo tu. Ví dụ như á, mình đi chùa họ không thích, mình đi chùa họ không thích thì mình cũng có cách mình đi chùa mà đâu cần công bố đâu. Mình cũng có cách mình tu, tại vì cái tu theo đạo Phật á, nó đơn giản, nó nhẹ nhàng lắm. Có những lúc á, tu rất là bài bản, chuông mỏ Phật tranh treo đầy hết. Mà có những lúc tu rất là bình an, Phật ở trong lòng, kinh ở trong tâm, pháp ở trong tâm, pháp ở trong xe. Mình thỉnh thầy vô nhà giảng không được, mình thỉnh thầy ra xe giảng. Mình thỉnh thầy vô trong nhà giảng, ông đi tới đi lui cũng khó chịu phải không? Nói thầy ơi, thầy chịu khó ra xe thuyết pháp cho con nghe. Ông thầy cũng quan hỷ vô cùng. Thành thử ra mình tu trong nhà không được, tu on the street, tu on the road, mà không cần phải tu trong nhà. Tu mọi lúc, mọi cảnh, mà cái quan trọng là tâm mình đừng dính với cảnh. Khi mình gặp cái hoàn cảnh khó, tâm đừng dính với cảnh, tâm bình cảnh sẽ bình. Vì nếu cái tâm mình bình được với cái người đó, mình biết họ chướng, mà tại sao mình cứ làm những điều mà họ cứ đối với cái chướng mình. Mình tạo cho họ thêm cái nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng là gì? Họ trở thành một cái tập nghiệp, họ luôn luôn làm cái chướng cho mình. Cái nghiệp đó gọi là nghiệp chướng. Còn mình á, là bị một thứ nghiệp nó chướng mình. Còn người đó đó cứ chướng riết thành nghiệp. Hai cái cũng là một chữ nghiệp chướng, nhưng mà đối với người làm mình khổ á, họ trở thành một cái nghiệp, mà cái nghiệp sống theo cái chướng đó. À, vậy thì người đó tạo một cái loại nghiệp gọi là cái nghiệp luôn luôn chướng người khác. Còn mình á, bị một cái nghiệp là bị người khác chướng mình. Mà lẽ ra mình tu rồi, mình có đủ tuệ giác. Chữ tuệ giác chứ không phải tệ giác. Mình đủ tuệ giác để mình chuyển cái đó, mình hóa cái đó đi. Pháp Hòa nói ví dụ á, mình lấy muối nè, xả, ớt á, mình ướp vô tàu hũ trắng. Thì nếu mà cái món mà mình nhìn vô món này là mình bảo đảm món gì? Tàu hũ gì? Tàu hũ muối xả ớt rồi đem đi làm gì? Có bắt buộc phải chiên không? Hấp lên ăn ngon lắm. Tại mình bị một cái định kiến, hãy thấy tàu hũ muối xả ớt là phải chiên, đâu bắt buộc.
ai cử dầu không? Sau khi ướp xong rồi để vô một cái dĩa, hấp nó lên, nó ngấm thấm vô đó. Mình ăn tàu hũ hấp muối xả ớt rất là ngon, ăn không sợ dầu mỡ, mà ông chừng ăn còn nhiều hơn nữa. Đâu có phải định kiến là tàu hũ muối xả ớt chiên cái tàu hũ muối xả ớt hấp có sao đâu. Quý vị thấy cái tu chưa? À, tu trong món ăn. Cho nên á, đừng để cái pháp nó chướng mình, đừng để cái nhân nó chướng mình. Nhân này là người, nhưng mà tại vì mình cũng có cái chủng, cái nhân là hạt giống, mình luôn luôn mình cứ định kiến cái đó là cái chướng, cho nên mình khổ. Mà mình phải thấy người đó là gì? Người đó là thiện tri thức giúp mình tiến tu. Người nào làm khổ mình mà cái người đời người ta chưa hiểu đạo. Chữ đạo này không phải đạo Phật nha, đạo này là đạo lý. Người thấu đạo lý thì thấy tất cả chướng là pháp tu. Còn người không thấy đạo lý, chướng nào cũng chướng giống nhau. Mình đi ra đường gặp con nít mình cũng chướng, gặp cái gì mình cũng chướng, bởi mình thành một cái tập nghiệp thấy các pháp là chướng. Nhưng mà thật sự pháp nó chướng là tại vì mình cũng có nhân chướng cho mình thấy cái gai. Cho nên nếu nói đúng hơn, cái người đó là người mình phải tu đó. Người đó là người mình phải tu đó. Tại sao? Tại vì cái gì mình đã giỏi rồi thì đâu cần nói tu. Cái gì mà chưa giỏi thì cái đó là cái tu. Phong và ví dụ, bây giờ á, trong ba độc tham sân si, tham thì chắc mình đỡ rồi, tại vì á, mình cũng đủ ăn, đủ mặc, đủ xài, mà thậm chí dư nữa. Cho nên tham có thể mình không dám nói hết, nhưng mà có phần khá tốt. Nhưng mà có một cái sân, sân của mình là không phải sân nhỏ nhỏ đâu nha, cỡ sân chùa, sân sân phi trường không. Thì bây giờ mình biết rằng cái chính cái đó mới là cái mình tu. Cho nên quý vị thọ năm giới cũng vậy: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì cái giới nào mình giữ tốt rồi mà thậm chí chưa thọ mình vẫn không có thành vấn đề, thì đâu cần phải nói chuyện tu đó nữa. Thành thử ra nói cuối cùng năm giới mà không chừng tu chừng hai à, có thể hai cái mình vướng, hoặc là ba cái mình vướng, thì chính cái đó là cái đối tượng để mình tu. Như vậy thì tu phải có đối tượng để tu, chứ không biết thôi tu cái gì. Thành thử đừng có lo. Người chướng thì quý vị phải nhớ là mình sống trong đời này không gặp cái này cũng gặp cái khác. Vân tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô. Vân tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải ông mồ cổng mẹ chạy ra. Cho nên mình không gặp chướng này cũng sẽ gặp cái chướng khác. Thì chướng nào cũng là chướng, thì có một cái thì mình mới hướng tâm tu. Pháp Hòa ví dụ, nếu con mình mà nó không có lì, nó không biết nghe lời mình, dễ gì mình chịu tu. Cái nhờ đứa con mình nó dạy cho nên mình hết lòng sám hối nè, rồi tụng kinh lại Phật, bố thí làm thiện, cho nên nó độ mình tu. Thật ra cái đứa chướng mà đôi khi nó là cái nhân để tạo cho mình tu. Rồi bây giờ ví dụ mình lỡ mình gặp ông chồng chướng, rồi không lẽ mình đi chống ổng sao? À, thành thử ra bây giờ mình làm sao mình uyển chuyển, mình khéo. Cái gì cũng do nghiệp. Thôi thì bây giờ á, nhẹ nhàng trong sự tu. Tu bất cứ hình thức nào, miễn đừng làm cho người đó thêm phiền não với mình, thì người đó từ là đối tượng để mình tu. Đức Thích Ca Mâu Ni thấy sanh lão bệnh tử là cái pháp, là cái nhân để Ngài khởi tâm Ngài tu, để Ngài thành tựu được đạo quả, để Ngài nhắc nhở chỉ dẫn cho chúng ta làm sao vượt những cái khổ đau của sanh già bệnh chết. Chúng ta vẫn sanh già bệnh chết, nhưng chúng ta hiểu được đạo lý thì không khổ bởi sanh già bệnh chết. Chứ không phải tu theo Phật rồi là không còn sanh già bệnh chết, mà phải nói cho rõ là không khổ vì sanh già bệnh chết. Cho nên người chưa hiểu đạo lý thì thấy cái gì cũng chướng. Đây bình hoa này mà chưa để đây mà không thấy mặt ông thầy nó cũng chướng như thường, mặc dù nó rất đẹp.
Mà may là tại em ngồi nó hơi cao đó. À không, nếu mà bình hoa mà cắm cao hơn mà cái ghế nó thấp hơn là quý vị bắt đầu nãy giờ ngồi thấy bình này nó chướng rồi đó. Thật ra nếu mà mình mà bị chướng cái rồi gặp cái gì xung quanh mình cũng cho là cái chướng đó. Rồi quý vị để ý coi, trong cuộc sống này không có ngày nào mình không có gặp việc để mình phải giải quyết đối đầu. Mà không lẽ bây giờ mình cứ chạy trốn, mình bực bội thì cả đời này mình khổ. Thôi thì bây giờ mình tập đi. Cái gì đến từ tôi tiếp, đi thì tôi tiễn, chưa tới tôi không chờ. Được không? Tiếng Mỹ nè, the past is history, the future is mystery, today is a gift. That's why we call present. Enjoy your present. Enjoy your present, that means you enjoy your gift. Every single day, anything that comes to you, just like a gift, as long as you know how to open your gift, to enjoy your gift. This is the practice. Even though life gives you problems, but we have learned the technique, the instruction, how to transform your problems. People can give you tons of garbage, but if you are wise enough, you can transform your garbage into compost. And the more compost you have, the more farm you receive. So what's the problem here? So practice Buddhism is not only a faith. Practicing Buddhism is talking about the instruction how to live mindfully, and you are strongly and stability enough to facing all kind of problems in your daily life. The more you run away, the more you will suffer. If you are strong and stable enough to facing it, it slowly will dissolve. This is the real, the truth. It's not only philosophy. But if you don't practice that, it's only philosophy. Buddhism gives two things, philosophy and practice. Mình đi học cái gì cũng học lý thuyết và thực hành. Đạo Phật là thế. Đạo Phật là lý thuyết và thực hành, chứ không phải chỉ một chiều lý thuyết, và cũng không phải chỉ thuần thực hành. Tại vì nếu mình thực hành mà mình không có cái lời ngôn ngữ để mình diễn đạt thì người ta không hiểu cái cách nó thực hành như thế nào. Cho nên ví dụ quý vị muốn tu thiền, muốn ngồi thiền, quý vị phải học cái lý thuyết của sự thiền tập. Quý vị muốn niệm Phật, quý vị phải tập lý thuyết của sự niệm Phật. Cái gì nó cũng có công thức của nó. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ, lại theo dòng vô minh. Vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Cái người đó là người giải thoát cho mình đó. Giải tất cả mọi khúc mắc, mình vượt được một cái ông chồng chướng này, mai mốt bao nhiêu người chướng kia không trở thành vấn đề. Mình gặp được một cái người em chướng ngại của mình, mà mình chuyển hóa được cái tâm mà đối đầu chướng ngại đó, không cần phải đối đầu, không cần gọi là gì, phải dùng mưu mô gì hết, nhẹ nhàng trong mọi sự tu thôi. Ví dụ bây giờ người ta không thích mình đi chùa, mình cũng đi chùa, mình khỏi tuyên bố. Và đồng thời mình đi chùa, hồi xưa ví dụ người ta nhẹ nhàng trong việc đi chùa, mình đi chùa thoải mái, đi lúc nào đi, còn họ không cho thì mình đi có chừng mực. Coi vậy chứ không lẽ làm gì mình. Nhưng mà cũng phải cho mình có một chút cái gì đó, nên người đó chướng nhưng cũng không đến nổi. Thưa đại chúng, Pháp Hòa biết có nhiều Phật tử tu rất là cực, chỉ tụng một thời kinh thôi mà gặp bao nhiêu những khó khăn với người thân. Nhưng mà cuối cùng cái vị này tu đâu, tu trong xe thôi. Lái xe từ chỗ xe đi ra làm tụng kinh trong xe, thấy không? Rồi nghe pháp trong xe. Rồi thậm chí bữa nào người đó mà đi chung xe, cái ông thầy ổng tu thiền, ổng không nói gì hết. Tại vì cổ bật cái nút off rồi, ổng nói gì nữa gì. Nhưng mà nếu người kia suy nghĩ kỹ, trời ơi,
chồng mình tu, vợ mình tu, chứ có làm gì sai quấy đâu mình làm vậy. Nếu mà cái người đó thấu được cái lẽ đó thì đâu có chuyện gì. Trong khi đó có những người chồng bê tha, có những người vợ bê tha mà người ta vẫn sống được. Còn này vợ hay là chồng hay con hay cháu của mình biết tu mà mình không quý, thì có phải cái đó là họ thiếu cái sự suy nghĩ chín chắn không? Cho nên người như vậy cũng tội cũng khổ. Cho nên thôi thì chúng ta là người đã thấu được đạo lý, đã có lòng từ bi, thì thương tất cả mọi người, dù người đó là tốt với mình hay người là đối nghịch với mình. Đối nghịch đây là tại vì họ chưa hiểu thôi, chứ họ vẫn là người thân mình mà, là mình bỏ đi đâu. Cho nên đó, thôi thì bây giờ mình đã biết chạy bộ, lui lại chịu khó đi bộ với họ một chút, để khi nào họ đủ vững rồi không chừng đủ duyên họ đi luôn với mình. Cái điều đó nó có, mình phải có một niềm tin với cái sự tu tập chính chắn của mình, chân thành của mình, có ngày sẽ cảm hóa với tất cả nếu chúng ta có lòng thành tu tập. Cho nên quý vị đừng ghét cái người chướng của mình, mà phải thấy rằng nhờ họ chướng vậy đó, thôi cái gì mình cũng được hết đó. Còn chỗ này thôi thì chính chỗ này mình tu, phải không? Nếu mà mình vượt được cái đó, cái mình thành tựu được cái vẹn tròn của mình. A Di Đà Phật.